Và thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa thì vào ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì hội thảo về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ trên địa bàn. Trong đó thì vấn đề quan trọng nhất được các doanh nghiệp đưa ra mổ xẻ là liệu Thành phố Hồ Chí Minh có làm được căn hộ giá 100 triệu đồng như Bình Dương, và nếu làm được thì có nên khuyến khích loại căn hộ này hay không. Tường thuật từ phóng viên của chúng tôi. Là người luôn ủng hộ chủ trương khuyến khích nhà ở giá rẻ, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cho biết, từ cách đây 5 năm, ông đã đưa ý kiến Thành phố Hồ Chí Minh đi trước mà về sau trong việc phát triển nhà ở giá rẻ. Đến nay, Bình Dương đã hoàn thành 5.000 căn nhà ở xã hội giá từ 100 triệu đồng và chuẩn bị xây dựng thêm 10.000 căn nữa. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đang loay hoay với câu hỏi làm sao để xây dựng căn nhà có giá 100 triệu đồng. Theo ông Đực, việc phát triển nhà ở xã hội có thành công hay không, 70% là dựa vào chính quyền kiến tạo. Trong đó, ông đề xuất thành phố thành lập một ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo ông, chỉ có như vậy thì ủy ban này mới có đủ khả năng gỡ vướng cho doanh nghiệp khi gặp vướng mắc tại một quận huyện hay sở ngành nào đó. Bên cạnh đó, ông Đực vẫn bảo lưu quan điểm rằng thành phố nên cho các dự án nhà ở thương mại giá rẻ được hưởng các tiêu chuẩn như nhà ở xã hội, nghĩa là các dự án này cũng được tăng mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất và giảm diện tích căn hộ xuống còn tối thiểu là 20 đến 30 m². Ở đây chúng ta thấy một vấn đề hết sức bất công. Tại sao người nghèo không đủ tiền, không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội, nhưng không đủ tiền để mua căn hộ 450 m², như vậy những người thu nhập 5 triệu, 10 triệu đồng một tháng đã bị bỏ rơi hay sao? Cho nên tôi đề nghị rằng căn hộ nhỏ lẻ là một căn hộ thương mại được phép có cái tiêu chuẩn như nhà ở xã hội. Theo tính toán và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở giá rẻ của ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lê Thành, thì một căn hộ 20 m² hiện nay, mức giá xây dựng tối thiểu phải là 5 triệu đồng 1 m² sàn. Nhưng đây mới chỉ là giá thành sàn xây dựng, trong khi 100 m² sàn xây dựng thì chỉ kinh doanh được 75 m². 25% còn lại là phần diện tích dành cho nhà xe, cầu thang thoát hiểm, hành lang v.v. Và nếu tính cả chi phí tài chính, chi phí quản lý dự án, cũng như lợi nhuận định mức 10% cho chủ đầu tư, thì giá nhà sẽ vào khoảng 160 đến 180 triệu đồng cho một căn hộ 20 m². Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, thành phố không nên khuyến khích phát triển căn hộ loại này để bán, vì nguy cơ dẫn đến hình thành những khu ổ chuột mới là rất cao. Theo quan điểm cá nhân của tôi, căn hộ này không nên bán. Dưới 20 m² chúng ta bán cho người dân, đó, cái câu chuyện mà trở thành nhà ổ chuột như nhiều người đó làm, tôi nghĩ là khỏi. Chỉ để có thuê ở thành phố làm sao giúp cho doanh nghiệp cung cấp tất cả những cái gì doanh nghiệp làm, và căn hộ này nên là chỉ để cho thuê. Tại sao anh thuê căn hộ đó phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của người dân ra? Nếu anh không đáp ứng người thu hồi nhà thì từ đó tôi quản lý được căn hộ này. Và đồng thời mà khi mà 20 năm sau những người này họ không có yêu cầu nữa, tại vì họ đã giàu lên rồi, họ đổi nhà, chúng ta có thể gì, thậm chí một chủ đầu tư chúng ta có thể con em 20 m² là 40 m² cơ bản được, hoặc là chúng ta có thể cái gì đặt bỏ xây dựng lại nếu mà 20 năm sau chúng ta. Theo đó, căn hộ mà doanh nghiệp này cho rằng có thể bán được phải có diện tích từ 35 đến 50 m², nếu được xây dựng từ 12 đến 15 tầng thì giá thành xây dựng sẽ vào khoảng 12 triệu đồng 1 m². Như vậy, giá trị mỗi căn dao động từ 400 đến 600 triệu đồng. Và chúng ta đặc biệt là thành phố đang rất hiếm căn hộ mà gọi là 50 m² 2 phòng ngủ và 600 triệu đồng, gần như hiếm trên thị trường không có. Chúng ta làm được điều này là phù hợp với cái xu thế thành phố Hồ Chí Minh nó phát triển kinh tế tốt hơn, và cái nhu cầu người dân cần cái 600 triệu đồng này người ta sẽ được qua những căn hộ. Cùng quan điểm này, đại diện nhóm doanh nghiệp bất động sản gồm Phú Quang, Thiên Phát, Hoàng Ngân, Thanh Bình cũng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh không còn nhiều quỹ đất để phát triển căn hộ có giá từ 100 đến 200 triệu đồng như Bình Dương. Tuy nhiên, nếu tính toán chi phí hợp lý thì mức giá cho căn hộ 35 m² sẽ rẻ hơn một chút, tầm 350 triệu đồng. Thế thì hiện nay trong cái vấn đề nhà ở xã hội mà chúng ta đang bàn luận, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của cái doanh nghiệp vừa rồi phát biểu. Thì chúng ta không còn quỹ đất nhiều để xây dựng những cái nhà giá rẻ với cái loại 200 triệu một mét vuông, và tôi đồng ý quan điểm là không nên bán cái loại căn hộ này. Trước đó, trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản Thành phố đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có khả năng xây dựng được khoảng 10.000 căn hộ có giá từ 100 triệu đồng tại các khu vực có điều kiện tương đồng như Bình Dương. Tuy nhiên, hiệp hội này khuyến cáo hướng chủ đạo của thành phố vẫn nên tập trung phát triển loại căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 50 đến 77 m² và có giá 500 đến 700 triệu đồng một căn. Còn theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thì căn hộ từ 20 đến 25 m²
chỉ thích hợp với những gia đình có hai vợ chồng trẻ và gắn liền với các khu lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Riêng với điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện của người thu nhập thấp cũng khác nhiều so với Bình Dương, nên mức giá hợp lý theo ông dao động trong khoảng từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người thu nhập thấp. Trong đối tượng thu nhập thấp thì cũng có nhiều đối tượng là điều kiện về kinh tế, mức sống, cái khả năng mua nhà ở cũng khác nhau. Cho nên trong nhà ở thu nhập thấp cũng phải đa dạng. Và theo tôi, nhà ở thu nhập thấp cho Thành phố Hồ Chí Minh cỡ trong điều kiện hiện nay, với tình hình hiện nay thì khoảng 1 tỷ trở lại. Nhưng không hẳn là tất cả các loại nhà đều là 1 tỷ. 1 tỷ 800, 900, 700, 500 và 300. Bởi vì cái nhà 25m2 nó chỉ phù hợp với đối tượng công nhân, cặp vợ chồng, gia đình trẻ thôi, hai vợ chồng thôi. Cho nên theo tôi là Thành phố Hồ Chí Minh không khuyến khích phát triển loại hình nhà 100 triệu. Thực tế tại Bình Dương, theo ông Tuấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết vẫn còn khả năng xây căn hộ giá 100 triệu đồng tại khu vực đang triển khai. Tuy nhiên tỉnh này không xây dựng thêm vì lo ngại xây thêm cũng không có người mua. Theo ông Tuấn, điều này cho thấy thị trường đã hết nhu cầu. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng, Thành phố Hồ Chí Minh không cần học hỏi một cách máy móc mô hình xây nhà giá rẻ của Bình Dương. Theo ông, nếu học thì chỉ nên học quyết tâm chính trị và cách làm sáng tạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Riêng với điều kiện của địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu chỉ số nhà ở trên đầu người đạt 19,8m2 một người vào năm 2020. Do đó, diện tích căn hộ theo ông phải hướng đến quy mô từ 40 đến 60m2. Không nói cụ thể về mức giá cho nhà ở xã hội, nhưng ông Đinh La Thăng yêu cầu căn hộ nhà ở xã hội nên được đặt trong một khu dân cư khép kín, nghĩa là có đầy đủ các tiện ích như y tế, giáo dục mầm non, văn hóa, thể thao v.v. để thu hút dân cư, tránh tái diễn tình trạng hình thành những khu ổ chuột mới. Cũng theo ông Thăng, việc giảm giá nhà ở không nhất thiết chỉ chăm chăm vào việc co hẹp diện tích căn hộ. Thay vào đó, thành phố sẽ hỗ trợ việc hình thành chuỗi liên kết với các nhà cung ứng nguyên vật liệu xây dựng, từ đó giúp giảm giá thành xây dựng thông qua việc giảm giá nguyên vật liệu đầu vào. Tổng giám đốc của Tổng ty Xi măng đã gặp tôi và khẳng định là Tổng ty Xi măng sẽ hạ giá đến 300.000 một tấn xi măng để làm nhà xã hội. Tôi nghĩ là nếu tất cả các doanh nghiệp cùng đồng lòng như vậy, cùng hạ giá như vậy, tất nhiên là các doanh nghiệp không thể lỗ được, nhưng mà tính ở mức lãi vừa phải, chúng ta cung ứng ra nhiều, tiêu thụ nhiều sản phẩm thì lãi nó cũng sẽ nhiều lên. Đấy, tôi đề nghị các doanh nghiệp hôm nay các đồng chí khẳng định, bây giờ Tổng Xi măng đã khẳng định như vậy rồi, sắt thép là khẳng định là giảm bao nhiêu phần trăm, thiết bị vệ sinh sẽ giảm bao nhiêu, đấy thì chúng ta sẽ tính ra được một cái giá nó hợp lý để chúng ta làm. Tham gia hội thảo, đại diện công ty xi măng Hà Tiên 1 cũng cam kết bán xi măng cho các doanh nghiệp với giá bằng giá thành. Hay công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam cũng cam kết sẽ giảm 20% giá bán đá granite cho các dự án nhà ở xã hội.